Hello, xin chào tỷ phú tương lai. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái kèo, đó là cái kèo Neko. Và ở đây nó cũng là một cái dự án giống như là PancakeSwap. Nó vừa cho chúng ta khai thác vào 21 giờ tối hôm nay. Đó là mình cũng đã đăng ký và đã check thử cái con này thì là nó chưa có dự tính gì lít sàn đâu ạ. Tại vì là nó mới ra, con này nó mới ra vào cuối tháng 12 năm 2023. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn đăng ký khai thác ạ. Đó, cũng có khá nhiều bài đăng. Nói chung là cái dự án này họ rất là chịu khó đăng bài đúng không ạ? Đó đây này. Mình sẽ đọc cho các bạn nghe cái bài này. Đó là họ viết là mạng lưới đối tác của Nepo không ngừng phát triển. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng và đặt niềm tin vào chúng tôi. Rất mong được hợp tác nhiều hơn nữa. Tức là cái đối tác của nó ở đây rất là nhiều đúng không ạ? Đó, khá là nhiều luôn. Đó. Đúng không? Đó, thì nó cũng khá là hay ho. Và cái cơ bản là nó cho khai thác miễn phí. Thì là chúng ta cứ khai thác, đúng không ạ? Đó, và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách đăng ký để các bạn khai thác. Và các bạn cũng lưu ý rằng là cái thằng này nó bắt liên kết ví mới được khai thác. Vậy cho nên là nguyên tắc của chúng ta là phải dùng ở trên ví phụ. Các bạn đăng ký cái ví phụ cho mình ở trên ví Trust Wallet hoặc là MetaMask cũng được nha. Mọi khi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn dùng ở trên ví Trust Wallet rất là nhiều. Hôm nay thì mình sẽ lại chia sẻ hướng dẫn cho những cái bạn nào mà dùng ví MetaMask các bạn có thể dùng được. Còn cái cách dùng của hai thằng thì đều như nhau. Ở trên ví Trust Wallet thì các bạn gõ vào cái trình duyệt này, hay để tiếng Anh thì nó sẽ là cái phần đáp nha. Đó, còn đối với lại ví MetaMask thì là các bạn gõ vào cái ba gạch ở trên đầu, sau đó là các bạn gõ vào trình duyệt. Sau đó các bạn gõ vào cái kính lúp ở phía bên dưới này cho mình. Các bạn dán cái đường link của mình vào đây. Mình sẽ để ở dưới đường link ở dưới phần mô tả video, bình luận ghim hoặc là trong các nhóm Zalo thì các bạn vào đó các bạn copy nha. Đó, sau đó là chúng ta sẽ tìm kiếm cái web này đúng không ạ? Mình không thích dùng trên ví MetaMask đâu ạ. Nó đơ lắm, nhưng mà nhiều người cứ thích dùng ở trên đó. Nhiều bạn yêu cầu mình là hướng dẫn làm ở trên ví MetaMask rất là nhiều. Vì vậy cho nên là hôm nay mình mới hướng dẫn các bạn làm ở trên MetaMask đấy ạ. Chứ còn cái thằng này nó đơ đơ lắc lắc, khó chịu vô cùng tận luôn. Và ở đây thì các bạn gõ vào cái ba gạch ở ba gạch màu hồng nhá, không phải gõ vào cái ba gạch phía trên này đâu ạ. Cái ba gạch màu hồng ở cái trang web của nó ở đây này. Đó, sau đó các bạn gõ vào chữ Connect Wallet cho mình, cái ô màu hồng ấy ạ. Và chúng ta kết nối với ví nào thì chúng ta gõ vào ví đấy. Ở đây mình kết nối với lại MetaMask thì mình sẽ gõ vào MetaMask đúng không ạ? Và các bạn gõ vào chữ kết nối. Đó, cái này là chúng ta đang cung cấp cái quyền truy cập vào ví của mình đấy ạ. Đó, vì vậy cho nên là tất cả những cái mà nó bắt liên kết ví thì các bạn lưu ý cho mình là các bạn phải dùng ở trên ví phụ, không bao giờ được phép dùng trên ví chính. Ở đây các bạn gõ vào chữ ký cho mình. Đó, chữ ký như thế này là mình đồng ý cho nó truy cập vào cái có cái quyền truy cập sử dụng cái ví của mình. Vì vậy cho nên là có rất nhiều bạn bị rút tài sản là vì như thế. Đó, sau đó các bạn phải chờ một lúc nha. Và các bạn gõ vào cái ô màu hồng nhạt này cho mình, tức là mình chấp nhận đúng không ạ? Lúc trước mình làm một cái tài khoản để mình test thì mình lại lấy nhầm cái nick tỷ phú crypto này mình làm trước rồi. Bây giờ các bạn gõ vào cái chữ agree màu hồng nhạt này cho mình nhá. Chờ xíu xíu. Đó, sau đó các bạn gõ vào chữ ok ạ. Như thế là đã xong. Tiếp theo là các bạn gõ vào chữ my wallet này cho mình. Gõ nhẹ vào cái màn hình bên cạnh này. Ở đây thì chúng ta sẽ phải liên kết cái mail ạ. Các bạn gõ vào cái ô màu hồng có chữ link do email này. Và các bạn điền mail. Sau khi các bạn điền mail xong thì các bạn gõ vào chữ send cho mình nhá. Làm ở trên cái ví chất của lít nó nhanh lắm. Làm trên này nó cũng lề dề. Các bạn gõ vào chữ ok. Và bây giờ chúng ta sẽ quay về cái mail. Đó, các bạn gõ vào đây, nó ở chỗ quảng cáo nhá, cái thư quảng cáo nhá. Đó, đây này các bạn nhìn thấy không ạ, nó ở dưới này này. Nó lại nằm ở thư quảng cáo chứ nó không phải nằm ở mục thư chính. Tức là nó các bạn tìm lung tung ạ, kiểu gì cũng thấy. Ở đây, đây này, nó có cái Neko này, các bạn gõ vào này.
Và các bạn copy cái mã code này cho mình. Sao chép này. Sau đó các bạn về bên này. Các bạn dán vào đây nha. Các bạn gõ vào chữ verify my ở dưới. Đấy, nhìn khó chịu không? Gõ vào ok. Đó, tức là chúng ta phải xác minh mail để chứng thực là tài khoản của mình không phải là tài khoản ảo thì chúng ta mới có thể khai thác được. Sau đó các bạn gõ vào cái ba gạch này và các bạn gõ vào chữ mining để chúng ta mua cái cần câu ấy ạ. Kiểu con này nó đi câu cá. Các bạn gõ vào cái ô có chữ 3 ở phía bên dưới. Đó, ở đây thì nó có cái cần câu miễn phí. Ngoài ra thì có các cần câu đầu tư, nhưng mà mình không khuyên các bạn đầu tư ở bất kể một cái kèo nào cả. Ở đây thì nó có cái đầu tư 100 đô. Lúc nãy nó mở một lúc đã hết luôn rồi đấy ạ. Đó, 1.200 này, 400, 1.200 và 2.500. Các bạn cứ mua cái miễn phí này cho mình. Các bạn gõ vào chữ buy này. Sau đó các bạn gõ vào cái ô màu hồng ở bên dưới nha. Những cái kèo này mà đi mua mà khai thác rất là nguy hiểm. Các bạn gõ vào chữ ok. Chờ xíu, nó hơi bị lag. Đó, các bạn quay về cái mũi tên này cho mình này. Đó, sau đó các bạn gõ vào chữ start. Như thế này là nó đã bắt đầu khai thác. Đó, con này nó khai thác cũng khá là nhanh. Đó, và khi mà nó khai thác được nhiều rồi thì các bạn có thể gõ vào cái chữ Harvest này. Cứ độ khoảng một ngày thì các bạn vào các bạn nhận về ví một lần, đúng không ạ? Đây này, ví dụ như bây giờ mình Harvest luôn cho các bạn coi nha. Các bạn gõ vào chữ Harvest này. Đó, đây ạ, các bạn gõ vào chữ ok này. Các bạn gõ vào cái ba gạch này. Và các bạn gõ vào cái chữ My Wallet này. Thì các bạn sẽ thấy nó nằm ở bên ví của chúng ta. Đó, các bạn thấy không ạ? Mình vừa nhận thì là nó về đây, đúng không ạ? Sau này thì nó sẽ cho chúng ta swap ra cái đồng USDT đây này. Đó, tức là nó có hai chức năng. Các bạn có thể swap từ cái đồng Neko này ra cái đồng USDT hoặc ngược lại, đúng không ạ? Đó, và tiếp theo là các bạn gõ vào cái ba gạch này và các bạn lấy cái mã rep ở đây. Ở đây thì nó có khá là nhiều cái mục, ví dụ như là swap này. Đó, đây là swap mà các bạn có thể swap từ đồng BNB, từ đồng Neko USDT. Chúng ta có thể swap nó ngược xuôi ra nhau, đúng không ạ? Tức là nó muốn phát triển một cái sàn phi tập trung giống như PancakeSwap, đúng không ạ? Đó. Và tiếp theo là mining thì chúng ta vừa vào rồi. Quit to earn thì là trả lời các câu hỏi giống như là WinCard hay là WiFi Card đấy ạ. Đó, stacking này. Tức là chúng ta stacking và chúng ta lấy lời. Nhưng mà những cái này thì nó chưa có đâu ạ. Và các bạn lưu ý là chúng ta sẽ không gõ vào cái disconnect này. Nếu như mà chúng ta gõ vào đây thì là nó sẽ hủy liên kết ví nha. Ở đây thì chúng ta sẽ lấy link rep đi để chúng ta đi chia sẻ. Các bạn gõ vào chữ refer rep này cho mình nha. Các bạn gõ vào đây. Và các bạn lưu ý là cái thằng này nó đang bị lỗi cái lấy link này. Mình lấy toàn bị lỗi thôi. Các bạn có thể bằng cách là các bạn chụp nó lại này. Sau đó là các bạn xóa cái đuôi mã rep của mình đi. Đây ạ. Các bạn lấy mã rep bằng cái cách này. Các bạn gõ vào Google này. Các bạn gõ vào cái máy ảnh ở đây này. Sau đó các bạn gõ vào cái hình chúng ta vừa chụp, đúng không ạ? Các bạn đè vào cái mã rep của chúng ta. Sau đó các bạn gõ vào chữ sao chép văn bản. Đó. Và đây nha, ví dụ như cái link rep của mình nó như thế này, đúng không ạ? Đây ạ. Thì là các bạn xóa cái đuôi cái mã rep của mình đi. Sau đó là các bạn dán mã rep của các bạn vào đây. Đúng không ạ? Đó, rồi là các bạn gửi đi để các bạn chia sẻ cho bạn bè, để các bạn bạn bè đăng ký thì các bạn sẽ được hưởng cái hoa hồng từ bạn bè của chúng ta khai thác. Đó, cái con này mình đang điên với nó từ chiều đến giờ, làm đủ mọi thứ, kiểu mình check thông tin xong mình đăng ký rồi mình lấy mã rep mà không thể được đấy, điên lắm cơ ấy. Tạm thời thì chúng ta cứ khai thác free thôi, đúng không ạ?
sau này rồi nó cho swap như thế nào hay là nó list những cái sàn nào thì mình sẽ cập nhật cho các bạn, cũng như là mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách swap sau, đúng không ạ? Còn bây giờ chúng ta cứ khai thác miễn phí đã nha. Đấy, nó lại bị lác lác lộn lên rồi đây này. Đấy, các bạn thấy không? Nó dở lắm luôn đấy. Dùng ở bên cái ví này điên lắm luôn á. Đó. Đó, và ở đây nha, nếu như mà các bạn muốn ghim nó vào để cho nó không bị mất thì các bạn gõ vào cái ba chấm ở phía bên dưới. Sau đó các bạn gõ vào thêm vào mục ưa thích. Đó, các bạn gõ vào chữ thêm. Còn nếu như mà các bạn không thêm vào như thế này thì lần sau các bạn vào là nó sẽ mất, nó không nằm ở đây. Nếu mà các bạn muốn nó lưu lại thì là nó mới nằm ở chỗ này nha. Còn nếu mà không thì mỗi lần vào thì các bạn lại phải dán lại cái đường link, rất là phức tạp. Đó, thấy không? Gõ vào thì là nó có luôn. Đó, và bây giờ thì là mình sẽ đi quay cái video ngày hôm trước xem ai là người may mắn trúng thưởng nha. Hôm nay 4G thì nó nhanh thế, đúng không ạ? Vâng, chúc mừng bạn An Còi TV. Cảm ơn chị. Vâng, chúc mừng bạn đã là người may mắn trúng thưởng ở trong cái video ngày hôm trước. Liên hệ với tỷ qua Zalo để nhận thưởng nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video chia sẻ tiếp theo. Nhớ đăng ký và like kênh cho mình cũng như là nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những cái kèo hot của mình nha. Bye bye.